Chơi đồng hồ cũ chính hãng, xin chào các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ Unisex của Nhật Bản, dòng Sunlord Andria Quartz. Đồng hồ có cái model là RA407IH251, sản xuất tại Seiko Nhật Bản những năm 1990. Đồng hồ thân và dây thép, dây dạng lụa, toàn bộ mạ vàng 18 carat, dày 10 micron, đẹp, viền tròn, mặt số đen 3 kim, núm nạm đá sapphire hay chúng ta còn gọi là ngọc lam, mặt số nạm 12 viên kim cương, kết cấu to đẹp. Đây là chiếc khi đó sản xuất dành cho nam, nhưng mà với đường kính 33,5 mm cả núm như hiện nay thì chiếc này chúng ta gọi là unisex, tức là nam và nữ đều sử dụng được. Độ dày của đồng hồ là 6,2 mm. Đồng hồ đã sử dụng còn mới trên 95%, mọi thứ khá hoàn hảo dành cho nữ thích dạng lụa to hoặc là nam thanh. Cảm ơn các bạn đã xem video.